Trang sau khi mà sinh xong ấy là chắc chắn là cổ của Trang vẫn còn đen nguyên này, và trên tất cả các khuỷu tay của Trang là cũng bị đen này, xong rồi bụng của Trang đen này, rồi mông đen, nói chung là đẻ thì lời được một ông cu con thì rất là đáng yêu. Thế nhưng mà về body của Trang thì sập sệ vô cùng. Thế nhưng mà khi mà Trang đẻ xong đến nay là Trang phải đầu tiên là Trang phải ra ngoài công ty để Trang phải tắm trắng ngay. Đó, mọi người nhìn thấy không? Bây giờ chuyên viên là đang thoa các cái bước tinh chất loãng thực vật lên người Trang trước. Là với công nghệ tắm trắng Maxtim này ấy, cái lợi thế là không hề có mùi hắc nha. Những bạn nào mà tắm trắng ở những cái chỗ mà kém chất lượng ấy thì thường là sẽ có những cái mùi hắc, hay là những cái mùi mà kiểu cảm thấy là nó hơi nồng ấy. Nhưng mà sản phẩm bên Trang là toàn bộ bằng thảo dược cũng như là tinh chất quý là từ loãng thực vật, cho nên là không hề có mùi hắc nha. Đây, Trang dí sát vào người Trang luôn. Mà với cái thích nữa ấy, là các bạn biết sao không? Là khi mà tắm ấy thì an toàn kể cả cho với những mẹ mà sau sinh giống như Trang, kể cả những bạn nào mà vừa sinh xong được một tháng mà vẫn muốn trắng nhanh, đẹp nhanh thì là tắm ngay được an toàn luôn. Và bây giờ thì là cái công đoạn là chị sẽ thoa cái sản phẩm loãng thực vật chứa 17 loại axit amin, loại đậm đặc cũng như là hàm lượng cao nhất, và loãng thực vật để làm cho làn da của mình được nuôi dưỡng từ bên trong, để làm khỏe cũng như là làm cho các elastin và collagen của da của chúng ta được tăng sinh lên và được tái tạo một cách nhanh nhất, cũng như là làm nhận diện tất cả những vùng da đen này. Và với công nghệ tắm trắng Maxtim này của bên Trang ấy, thì kể cả những bạn nào ấy mà da mà ở trên vùng da khuỷu tay ha, da ngực hoặc da bụng mà nó thâm đen ấy thì cũng đều có thể tắm được nha mọi người nha. Đấy, và đặc biệt là cái công nghệ tắm này ấy, thì chỉ cần tắm xong một lần thôi là các bạn đã cảm thấy là cái hiệu nghiệm ngay tức thì rồi, là da đã mướt mịn này, không bị khô sần này, và đặc biệt là về thì ông xã cực kỳ mê. Đó, đấy, đây là cái chai sản phẩm của bên Trang nha. Mùi cực kỳ thơm, toàn bộ là mùi thảo dược loãng thực vật nha mọi người, không hề có một mùi hóa chất nào cả, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Mùi không hề có mùi hắc hay nồng gì cả. Những bạn nào mà không tin á, cứ thử qua bên Trang Lavender by Trang của Trang tắm trắng thử một lần thì mọi người sẽ hiểu được ngay. Cái bao Lavender này cũng là một công nghệ tắm trắng bestseller của bên Trang nha. Và với công nghệ tắm trắng bao Lavender này sử dụng là bằng hơn 1.000 tia ánh sáng hồng ngoại. Đấy, sẽ nhận diện tất cả những cái vùng màu. Đấy, người chúng ta là sẽ nằm ở đây. Đó, các bạn là sẽ nằm ở đây nha. Thế sau khi đấy, với cái tắm trắng này nó sẽ có áp suất chân không. Thế sau khi đấy nó sẽ nhận diện tất cả những cái vùng đen trên cơ thể của các bạn, ở vùng khuỷu tay hoặc là vùng đầu gối hoặc là vùng mông. Đó, thì với công nghệ tắm trắng Biolife 4D này á, là một công nghệ mà bên Trang đã nổi tiếng cách đây là 5 năm rồi, và Ngọc Trinh cũng cực kỳ nghiện cái công nghệ tắm trắng Biolife 4D này. Đây là khoảng tắm trắng triệu đô của Trang đó. Tại vì khi mua tất cả những cái máy khủng bố như này, khủng long, khủng lồ như này, là Trang đã phải nhập tất cả trực tiếp là nguyên chiếc từ châu Âu. Cái máy Biolife 4D này là nhập từ Đức, còn cái máy Maxtim này là nhập từ Ý. Đó, máy Maxtim và máy Infra Aquasonic này là nhập từ Ý. Và bây giờ thì Trang sẽ nằm vào máy Maxtim. Đây là cái máy sử dụng vừa là ánh sáng hồng ngoại, vừa là áp suất hơi nước, cũng như là sử dụng nước Slim Up để vừa làm săn cơ cũng như là vừa làm tất cả các sản phẩm loãng thực vật vừa thoa lên người Trang sẽ được thẩm thấu 100%. À mọi người ơi, nếu như mà tắm trắng như Trang nha, là Trang tắm mười mấy năm nay rồi, thì thật sự là cứ khi nào mà Trang đem thì Trang lại tắm lại duy nhất một lần thôi là da của Trang nó lại nhả lại bình thường. Tại vì tắm trắng của bên Lavender by Trang ấy, là Trang sẽ tắm để mà tất cả những sản phẩm nó thẩm thấu hết vào cái tế bào đáy. Bạn nào mà da sần mà khô cực kỳ khô, mà khô như da rắn luôn, Trang chấp luôn là sẽ trắng sáng ngay. Tại vì sao? Cũng như là mềm mướt ngay, vì với cái công nghệ tắm trắng của bên Trang là cấp ẩm sâu cho da, là sử dụng loãng thực vật này, men rượu sake này,
rồi 17 loại axit amin và collagen tươi để bổ sung sâu collagen và elastin để làm trắng da sâu từ bên trong, chứ không phải là trắng theo kiểu trắng giả tạo, kêu kiểu trắng trên bề mặt giống như nhiều bạn đang nghĩ là tắm trắng đâu. Cũng như là tắm trắng ở bên trang ấy là có cung cấp một cái độ ẩm cực kỳ sâu cho da, cho nên là khi mà các bạn tắm trắng xong ấy, chồng sờ vào là chỉ có mê thôi. Khi mà tắm trắng ấy, mọi người sẽ phải cho ít nhất là 1 cho đến 2 buổi đầu là da nó sẽ mở lên, nó sẽ sáng lên. Đấy, và mọi người muốn để cho da của mình nó bật tông lên đúng như những cái tông da mà mình mong đợi thì phải ít nhất là phải cho trang từ 3 đến 4 buổi thì cái da của mình nó mới bắt đầu thực sự là đẹp một cách rực rỡ và trắng sáng một cách gọi là tuyệt đối. Đây, trang đã ký độc quyền với cái công nghệ tắm trắng Mastin này nên là chỉ có tại Lavender by Trang mới có công nghệ tắm trắng Mastin này thôi nha mọi người nha. Trang tắm trắng xong Trang không hề tránh nắng. Buổi sáng Trang vẫn đi phơi nắng để da khang. Xong rồi Trang vẫn mặc quần áo ngắn hai dây, vẫn ngồi ngoài hồ bơi bình thường, không có tránh nắng bất kỳ cái gì cả nha mọi người nha. Mọi người có thấy là cái làn da của Trang là khi tắm trắng ra xong á là nó đã mướt mịn và nó đã trắng sáng đây này. Tắm xong á là cái da cực kỳ là mềm mịn luôn mọi người ạ. Tại vì á, da mà tắm trắng xong nó đủ độ ẩm, nó căng mọng thì nó mới có cái độ mịn như này và nó mới có độ trắng. Đấy, và khi tắm trắng xong là chắc chắn là các bạn đã lên được một tông rồi. Và tông giã thì chắc chắn là sẽ mê đấy. Là cái máy này mà ai mà muốn mà trắng kiểu nõn nà mà mướt mượt mà kiểu như nó mịn màng á, mà giống như là Ngọc Trinh á, nhất định là phải thử cái máy này. À thế ạ, nếu mà ý chị đó là muốn ai mà thích trắng nõn nà mà trắng như Ngọc Trinh là phải đọc máy này đúng không? Nhất định là phải thử nha. Em thấy bây giờ chị trắng như Ngọc Trinh rồi đó. Thôi để ngồi dậy cho mà coi, so sánh với làn da của bà chủ luôn cho mọi người coi nha. Đấy, đây mọi người nè, đây nhìn này đó, đẹp hơn cả bà chủ nha. Khách hàng của Lavender Bay Trang mà còn đẹp hơn cả bà chủ. Và Trang cũng nói với mọi người luôn là bà chủ làm vậy vì một năm vừa rồi là Trang không hề tắm trắng nên là da của Trang nó cũng hơi xuống tông, với lại khi mà sinh xong á là da của mình nó bị sạm đi, nó bị các cái hắc sắc tố melanin là nó sẽ bị sạm hơn nên là da của Trang là nó bị sạm hơn. Bà Xuân này rất là nhiều, bà Xuân này là trời ơi, xếp Trang là từ từ là sẽ trắng phát sáng hơn. Nói chung là em ganh tị với chị rồi, em sẽ quyết định quay lại đường đua đua với chị. Và với công nghệ tắm trắng của bên Trang thì Trang khẳng định là độc quyền nha mọi người nha. Và khi tất cả các bạn nào mà tắm trắng ở bên Lavender by Trang ấy là các bạn sẽ không tìm được cái tinh chất cũng như là cái máy ở bất kỳ cái thẩm mỹ viện nào khác. Tại vì nếu Lavender by Trang là số 2 thì sẽ không có cái thẩm mỹ viện nào là số 1 nha mọi người nha. Khẳng định như vậy là tắm trắng thì Lavender luôn luôn là số 1 tại thị trường Việt Nam.